bây giờ con phải mở hết tất cả thân thân thể, con là thiên một điểm tựa, cái tấm người, cái tấm mắt ở ngoài, bây giờ anh chị đưa tay vậy thôi, không còn, đến là hết cả được giữ, anh cho cái tấm này nè, nếu cái tấm này hút ra vô biển nó xuống, thấy chưa? Không, đây là cái tấm của loài người. Còn cái tấm của không gian thứ ba đâu, coi kỹ ấn chất chiên ha, không nhớ sơn nữa, đây là hung mà anh nó vô giữ cái tấm diễn rất là nhân, cái tấm mình ở ngoài không gian mà rồi tấm này nè, cái tấm không gian nè, cái mắt mình ở ngoài ha. Hình thức cái tính mình ở không gian á, cỡ nào cũng không chú. Tại sao? Tại vì không gian á, ở ngoài á, mình biến được. Còn không gian này cũng có biến được đỉnh nào. Dính. Hiểu chưa? Rồi cái tính của con người sức nặng với cái tính ở ngoài á, có thể nào gì chưa? Tính ngoài không gian đó là hơi thở hoặc mắt. Thầy vô trình diễn nè, coi nha, thầy ngó con không thể nè, có chữ nguyện quấn này nè, cho thầy trình diễn nè. Nó vô chú, chú có nghĩ gì nữa. Hiểu chưa? Mà sao mà được như vậy nè? Ê! Nó không? Hát! Bên gì mình đỡ nè, đón nha. Thân thể nó muốn vậy đó. Mắt phải anh. Đại Khái. Đại Khái gì đi. Thì có biết sao. Thầy đừng đánh anh Khải nữa thầy ơi. Không có cái gì nhẹ thôi. Đại cái sao nó thầy. Đánh đứng kìa. Đánh nè. Đứng. Nhưng mà không thấy mình như vậy. Nè. Bóp. Đỡ lên. Có chưa đỡ. Thật thế rồi. Thấy rồi không còn được, cái không được. Thầy đứng cái đó, quýnh không nói gì, còn tiếp đoạn được nữa. Đó. Mà cái này thầy mất cái con tiếp tắt mình thắt hết. Đó. Thầy muốn vô đây biết thắt thế để nào đỡ được hay không. Đúng như cái chạy gì á, thầy lại chủ hơi thở với anh là cánh tay thứ ba đó mà. Chứ thầy không phải tiếp xúc. Đỡ anh rồi là cái tay thứ nhất. Nè. Nó cái chính xác nha. Ok. Rồi. Nào. Nó chậm cho ta khác. Rồi. Đó cái bóp này nó mất rồi. Chưa chưa rồi. Cái quan trọng quá. Thấy người bên đây ha. Hết mất rồi không? Thất hết rồi. Đánh về là cho nó giỏi nè. Đó, thấy chưa? Còn đánh về nó sẽ khác nè. Anh Khải bị bệnh đó thầy ơi. Thôi đừng đánh nữa. Thôi anh chiêu vô thử đi, anh chiêu đứng đó nó đi. Oh my god. Mất hết rồi. Không nghe cảm giác, cái tay con không nghe cảm giác. Rồi bị dính nặng. Ông su thầy à. Ông đâu có đưa đâu rồi có quẩn ông su thầy à. Con có đưa cái clip này cho anh Khải đâu nè. Thôi rồi đúng tôi chạy.